Bò lúc lắc, sốt dầu hào với tương đen ha, rồi diêm nó lên đó. Nè đây là sốt nước tương đen nè, rồi nước tương nữa nha, rồi dầu hào nè, tiêu muối hành tỏi, rồi chút mật ong nữa nha, rồi có ngò nữa nè. Bây giờ ướp tất cả. Nhảy ngò lên ha. Đây là bò kim tương đen với nước tương với mực ong, thấy không? Có dầu hào nữa, ăn với nui.